Chiếc xe Mazda sinh năm ăn chơi nhất tại Thái Nguyên lên hơn 100 triệu tiền đồ tại Akara Thái Nguyên thì có gì, thì mời em cùng chiêm ngưỡng em nhá. Đây là một chiếc Mazda sinh năm bản Premium, bản Exclusive, tức là bản cao nhất ấy. Thì xe này vừa lên rất nhiều đồ tại Akara Thái Nguyên, thì hôm nay em giới thiệu cho anh em xem là chiếc xe này lên những món đồ gì mà lại nhiều tiền đến vậy. Đây, đầu tiên về ngoại thất đây, chiếc xe này ấy, thì là bên em dán full PVM ngoại thất nhá. Dán hết PVF ngoại thất và cả nội thất luôn đó. Dán PVF ngoại thất cái dòng Nick cao cấp đó, full xe luôn nhá. Đây là dán rồi, anh em nhìn đó, rất là bóng đúng không ạ? Dán như chưa dán. Dán PVF thì có cái tác dụng là bảo vệ lớp sơn cũng như là chống bị ố này, bị va quyệt nhẹ này, nó sẽ tự hồi về xước, đấy là bảo vệ cái lớp sơn xe cho anh em đó. Còn vào trong xe thì xe này lên rất nhiều đồ luôn. Trong xe thì đầu tiên đó là lên một cái camera hành trình Xiaomi 70mAh 500S, ghi hình trước sau này, một bộ Android Box DX265 của thương hiệu Zetec này, một bộ cảm biến áp suất IK này, năng lượng mặt trời này, và một bộ thảm sàn siêu xịn sò của Lavo. Đây, bộ này thì rất là sạch sẽ nhé, cái bộ thảm sàn này rất là sạch sẽ và rất là đẹp đó. Ngoài ra thì xe này thì bên em còn hóa cứng cả cái lồng vè nỉ nữa. Lồng vè nỉ của chiếc xe này là bên em đã hóa cứng này, em nhìn này đó, ngon chưa. Anh em sử dụng dầu xe Mazda sinh năm ấy thì hay bị mục sệ cái lồng vè đấy đúng không ạ, nên là xe mới này ấy, thì anh chủ cũng quyết định là sẽ là hóa cứng nó luôn để tránh tình trạng sau một thời gian sử dụng cái lồng vè nó bị sệ, nó bị mục đó. Thì đây là một cái combo hơn 100 củ cho chiếc Mazda sinh năm mà bên em vừa lên đồ. Anh em cần tham khảo những cái dòng đồ cho Mazda CX-5 thì em mời qua Akara Thái Nguyên gặp em Hưng.